Một người đàn ông và một con hổ răng kiếm bị nhốt trong bẫy, hổ răng kiếm bị kẹt trong cọc gỗ, sắp bị nước nhấn chìm. Người đàn ông vốn muốn nhân cơ hội giết chết nó, nhưng anh ta lại mềm lòng và cứu nó ra. Hổ răng kiếm được cứu áp sát người đàn ông để ghi nhớ mùi của anh ta. Sau đó, hổ răng kiếm vì muốn báo ơn đã cho người đàn ông năng lực mạnh mẽ nhất. Người đàn ông này tên là Le, sinh ra trong xã hội nguyên thủy của 10.000 năm trước công nguyên. Lúc chiến đấu chỉ dùng giáo mác, bộ lạc của anh ta dựa vào săn bắt voi ma mút hùng mạnh nhất để kiếm sống. Ai có thể săn được voi ma mút, người đó có thể trở thành thủ lĩnh của bộ lạc. Một ngày nào đó, phù thủy của bộ lạc đã dự đoán, cuộc đi săn cuối cùng của bọn họ sắp đến, người săn bắt thành công sẽ dẫn dắt tộc người đi tới tự do. Le chính là một trong số những người tham gia vào cuộc đi săn lần này. Bọn họ đuổi voi ma mút tới một con đường hẹp, sau đó giải lưới thừng xuống để bắt voi ma mút lại, nhưng bọn họ vẫn quá xem thường sức mạnh của voi ma mút rồi, lưới thừng bị vùng ra một cách dễ dàng, sau đó bọn họ túm lấy lưới thừng và bị kéo đi. Lúc này, tất cả mọi người đều lựa chọn buông tay, nhưng tay Le bị lưới cuốn vào không thể thoát thân, thế là bị kéo lên núi. Cuối cùng lưới thừng đã đụng phải đá và bị đứt. Nhìn thấy Le chỉ còn lại cô độc một mình, voi ma mút chuẩn bị quay đầu công kích anh ta. Lúc Le chuẩn bị phản kích thì chiếc giáo lại bị kẹt trong tảng đá, nhưng điều kỳ lạ là voi ma mút lại tự mình đâm vào cây giáo, chủ động chết. Thế là Le đã trở thành thủ lĩnh và lấy được người phụ nữ mình yêu thương từ rất lâu là Evolet. Thế nhưng khung cảnh không diễn ra lâu. Hôm nay, một nhóm cướp cưỡi ngựa tới bộ lạc. Bọn họ có vũ khí và áo giáp tiên tiến, không chỉ cướp bóc và thiêu đốt bộ lạc, còn đưa Evolet và cả những chàng trai trẻ tuổi đi. Bọn họ sẽ bị đưa tới một nơi toàn là nô lệ. Nơi này toàn là người của các bộ lạc bị bắt tới để xây kim tự tháp. Đến cả voi ma mút to lớn cũng bị thuần phục để làm việc cực nhọc. Thủ lĩnh của kẻ cướp được xưng là thần, dùng thủ đoạn tàn bạo ép bức bọn họ. Thủ lĩnh cảm thấy tiến độ xây dựng chậm, thế là để đẩy nhanh tốc độ hoàn thành kim tự tháp, liền ra lệnh cho thuộc hạ giết bừa một nô lệ để uy hiếp bọn họ. Những người còn lại bên thủ lĩnh Le chuẩn bị đi cứu Evolet về. Trải qua mấy tháng trèo đèo lội suối, cuối cùng đã tìm thấy bọn họ trong rừng cây. Người đàn ông này đang chuẩn bị có ý đồ bất chính với Evolet. Le kịp thời xuất hiện và đánh ngất kẻ cướp để cứu cô. Đúng lúc đang giải cứu những người khác, lại bị tên cướp khác phát hiện. Sau đó, một nhóm người ra sức chạy trốn, không những bị kẻ cướp truy sát còn có chim ăn thịt người khổng lồ cũng không ngừng đuổi theo. Bọn họ chạy tán loạn trong rừng cây, kết quả không chỉ Evolet bị bắt về, mấy đồng đội đi cùng cũng bị bắt lại. Quả thực là mất cả chỉ lẫn trải, thế là anh ta lôi đồng đội bị thương tiếp tục tiến lên phía trước. Trong lúc truy bắt con mồi, lại bất ngờ rơi vào trong bẫy và ngất xỉu. Lúc tỉnh lại, phát hiện bên cạnh lại có một con hổ răng kiếm. Cuối cùng anh ta đã cứu hổ răng kiếm, bản thân cũng bỏ ra ngoài. Ngày hôm sau, bọn họ tới một bộ lạc vừa bị tấn công để tìm thức ăn, nhưng hai người lập tức đã bị bao vây. Đột nhiên hổ răng kiếm xuất hiện khiến những người khác phải lùi lại. Hóa ra nó đang báo ơn Le. Hổ răng kiếm lớn tiếng gầm lên, giống như đang nói với bọn họ: Le là đàn em của tôi, ai dám động vào anh ta. Nhưng thủ lĩnh địa phương lại rất vui vẻ, bởi vì có lẽ anh ta chính là người trong lời dự đoán truyền thuyết. Thủ lĩnh đưa anh ta tới một di tích cổ xưa, bên trên có viết rõ tương lai sẽ có một người đàn ông có thể đối thoại với hổ răng kiếm xuất hiện. Anh ta sẽ dẫn dắt tất cả bộ lạc để đánh bại sự thống trị của thần, giải phóng tất cả nô lệ. Cùng với lời đồn đại Le là người trong dự đoán được truyền đi xa, toàn bộ các bộ lạc đều đi tới. Tất cả mọi người tập kết lại, chuẩn bị cướp lại người trong bộ tộc. Nhưng lúc bọn họ tận mắt nhìn thấy người của bộ lạc mình bị thuyền đưa đi, lại không thể làm gì, chỉ tin vào niềm hy vọng duy nhất là Le. Thế là bọn họ cùng nhau xuất phát tới kim tự tháp. Buổi tối, Le xác định phương hướng thông qua sao Bắc Cực để dẫn dắt mọi người lên đường trong đêm. Cuối cùng bọn họ cũng tới được kim tự tháp kiến trúc to lớn, vô số người đang lao động như những con kiến. Le nhìn thấy cảnh này liền ngây ra, cho rằng mình hoàn toàn không thể nào chiến thắng được những kẻ cướp. Thế là anh ta liền nghĩ cách buổi tối lén lút đột nhập vào kim tự tháp, thuyết phục người của các bộ lạc chuẩn bị kế sách phản công. Le đột nhập vào kim tự tháp, thuyết phục nô lệ bị bắt vào cùng nhau tìm cách để lật đổ sự thống trị của thần. Thế nhưng những người này đã bị thần thuần phục, không dám có suy nghĩ này. Tư tưởng nô lệ trong thời gian dài đã khiến bọn họ mất đi ý chí phản kháng. Một phù thủy bộ lạc trong đó dự đoán trên cơ thể người có thể kết thúc sự thống trị của thần có ký hiệu Bắc Đẩu Thất Tinh, nhưng trên người Le không hề có dấu hiệu này. Thế là bọn họ cũng không chịu giúp Le. Le chỉ có thể quay về một cách vô ích, nhưng trên đường về đã bị kẻ cướp phát hiện. Điều này cũng khiến đồng đội cuối cùng của anh ta chết. Le buồn bã khóc lóc, trên suốt quãng đường anh ta không thể bảo vệ được bất cứ ai. Người của bộ lạc bên cạnh thì lần lượt ngã xuống, đến cả người mình yêu nhất cũng bị bắt đi. Thế là anh ta triệu tập tất cả mọi người, quyết định cùng nhau xông vào kim tự tháp. Kẻ cướp lại chuẩn bị có ý đồ bất chính với Evolet. May mà thuộc hạ đã kịp thời tới ngăn cản, bởi vì cô là người phụ nữ của thần, nhưng lại vô tình phát hiện ra dấu hiệu của Bắc Đẩu Thất Tinh trên cơ thể cô. Lẽ nào cô chính là người sẽ kết liễu thần trong truyền thuyết đó? Trời sáng, Le và mọi người hóa trang thành bộ dạng của nô lệ để đột nhập vào kim tự tháp. Mục tiêu đầu tiên chính là voi ma mút. Le tìm tới voi đầu đàn, cố tình chọc giận nó. Anh thường xuyên quyết đấu với voi ma mút nên biết rõ voi đầu đàn sẽ khiến cho lũ voi nóng nảy. Dần dần, cả kim tự tháp bắt đầu hỗn loạn, kiến trúc cũng bị phá hủy, càng ngày càng nhiều nô lệ tụ tập với nhau. Thần dùng Evolet để uy hiếp Le đầu hàng. Thần nói với Le, nếu từ bỏ phản kháng thì sẽ đồng ý tha cho Evolet. Le không hề do dự mà đồng ý, nhưng anh lại hỏi rằng sẽ xử lý các nô lệ khác như thế nào. Thần nói với anh ta rằng sẽ phải làm nô lệ vĩnh viễn để xây kim tự tháp. Le phẫn nộ,
chỉ thấy anh ta phi giáo ra, đâm xuyên qua cơ thể của thần. Hóa ra thần cũng chẳng qua là loài người mà thôi. Sau khi nhìn thấy thần ngã xuống, mọi người cùng nhau xông tới cung điện. Bọn họ thiêu hủy cung điện và kiến trúc của thần. Lúc sắp được đoàn tụ với Evolet, cô lại bị trúng mũi tên của một kẻ cướp ở phía sau. Lúc này, phù thủy ở một bên khác đã dùng phép thuật của mình để đổi lấy sinh mạng của cô trong lúc hấp hối. Cuối cùng Blair đã giải phóng được tất cả nô lệ. Tất cả bộ lạc bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau. Bọn họ cũng học được cách trồng thực vật. Xuất phát tới xã hội văn minh, bộ phim đưa chúng ta nhìn thấy sự khởi đầu của văn minh loài người, giới thiệu cho chúng ta biết về xã hội nguyên thủy, khiến cho chúng ta biết được con người ai cũng bình đẳng và nên chung sống hòa bình, như vậy mới có thể khiến cho cuộc sống càng thêm tốt đẹp.